Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Huy Robot. Và trong video này là mình sẽ mở thử là ba lần cái hòm Ultimate của cái mùa đợt này nó là như thế nào anh em nhé. Thì cái mùa đợt này là nó đã thêm vào được những cái thẻ sự kiện của cái mùa 10.0 này, đó chính là những cái thẻ sự kiện này. Và đặc biệt ấy, là nó còn ra được những cái phần thưởng hòm đặc biệt ấy. Hòm Ultimate Luck ấy, Win thì sẽ được ra được những cái thẻ mà loại vàng, cũng như là được ra được cái thẻ mở Titan luôn anh em nhé, rất là xịn luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề anh em cũng biết được rằng ấy, là bây giờ ấy, là cái cục MK3 này nó rất là khó kiếm ở trong cái là cái chế độ của là PvE này. Bây giờ PvE là cái độ khó tăng cực kỳ khó luôn anh em ạ. Nếu như mà trước đây anh em làm tích nhiều cái cục MK3 thì cái đợt này ấy, anh em là kiếm được lời anh em ạ. Rồi mình sẽ mở thử nhé. Đó chính là đợt đầu tiên, đó chính là sẽ được ra là 5 cái thẻ màu xanh loại bạc này. Thì cái thẻ này thì cái tỷ lệ nó ra là những cái mảnh sống cũ thì nó rất là cao luôn, và thì nó cũng không ăn thua lắm nhỉ. Rồi hy vọng là sẽ được ra được cái thẻ đỏ này. Thẻ đỏ này thì ra được những cái khẩu súng một loại mới. Rồi tổng cộng là mình có 3 lần được 20 cái thẻ đỏ bạc anh nhé, và không ra được all win luôn. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ là mở thử xem là những cái phần thưởng vừa rồi là mình tốn 3 cục MK3 và mình lấy được những cái thẻ này thì mở ra được những đồ gì anh em nhé. Những cái thẻ xanh này thì phần thưởng nó không được lắm anh em ạ, tại vì những phần thưởng này là những đồ cũ rồi. Mình sẽ mở cái hòm là những cái thẻ là đỏ bạc này, nó sẽ ra được khẩu súng, cái sổ súng phóng lựu băng mới nhá, đó một khẩu luôn, rất là lợi luôn. Vậy thì ấy, là mình chỉ cần là tốn 3 cục MK3 mà có thể là được một cái món đồ mới như vậy thì rất là lợi luôn, và cũng được rất là nhiều mảnh của cái khẩu súng mới đó. Như vậy đó là những cái chia sẻ về cái Ultimate Luck của đợt này, anh em thấy như thế nào? Anh em hãy bình luận cái ý kiến của mình và hãy cùng nhau chia sẻ về cái đợt chỉnh sửa này anh em nhé. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.